Xin chào bạn, nay mình giới thiệu bạn một cái sự kiện là ăn chia 100.000 đồng AKRO. Sự kiện của cái sàn là CEX.IO này nhá. Đó thì có một tài khoản trên cái sàn là CEX.IO này. Đây mình làm tài khoản đây rồi. Đó thì bạn vào phần grid account này. Đó, bạn ghi email này, mật khẩu nhớ là 8 ký tự, một hoa, một thường, một đặc biệt nhé. Một thường, một hoa, một thường, một số, một ký tự đặc biệt, và chọn là quốc gia này. Đấy, bạn chọn quốc gia Việt Nam. Đấy, bạn ở đâu bạn chọn đấy. Tích vào đây, bạn ấn vào grid account. Đó, nó sẽ gửi cho bạn một cái mail như thế này. Bạn vào config email, nó sẽ ra một giao diện này, bạn đăng nhập vào đây thôi. Đó, mình sẽ đăng nhập vào đây nhé. Okay. Và mình quay lại trang sự kiện nhé. Mình kết nối với này, bạn kích vào Redwin on Twitter này, kích vào đây. Đó. Bạn mở ra Redwin. Rồi Redwin nhé. Rồi quay đến username Twitter của bạn nhé. Đến Twitter của bạn này. Config đi. Đâu rồi ta? Đây nhá. Tên này. Nó bắt mình phải đăng nhập vào Twitter hay sao ấy. Đăng nhập Twitter để lưu lại nhá. Thì tên Twitter này. Đấy. Đâu rồi ta, nó hiện những cái gì đây? Tên Twitter này, điền email nhá. Email của cái Twitter này nhá. Rồi, xây này, cho lưu lại để đăng lấy Twitter mình. Rồi, ok nhé. Rồi tiếp tục like, rất tin tắt hai người bạn vào comment nhé. Đấy. Rồi, mình nhớ phải like rất tin đây, mình vừa like rất tin xong đây. Tag hai người bạn vào nhé. Like rất tin là tag hai người bạn vào comment cho nó luôn. Rồi, ok. Mình quay lại xong, mình ấn lại xong, mình quay lại sang sự kiện, mình ấn continue. Rồi follow Twitter này à. Đây follow nhé. Rồi ok, quay đây mình continue. Tiếp tục follow cái Twitter này nữa nha. Rồi follow này, mình tiếp tục quay đây ấn continue này. Rồi mình sign up cái tài khoản sàn CX ấy. Mình vừa đăng ký dạy các bạn, hướng dẫn các bạn đăng ký rồi. Thì đây mình sẽ vào đây, sign up vào đây, sign up vào login. Rồi mình đặt cái địa chỉ ở đây. Mình đăng ký rồi nhá. Thì mình sẽ vào đây này. Đó, vào cái phần profile này, profile này. Trời nó sao lại kích ra đây. Mới đăng ký vừa vào đây mà. Chúng ta vào profile nhá. Đó thì mình vào phần xác security này, có cái phần nào ta, để mình một chút nhé, mình check nó có cái mã ở đây mà, mình truyền tiếng Việt cho dễ nhìn. Profile, không phải, kiểm tra lại nhé. Social network à. Rồi nhá, vào cái phần social network này nhá. Social A này, network này. Đó, cổng thứ ba nhá. Nó có cái chữ này, username này, đấy, mình copy vào chỗ này. Đó. Rồi mình dán vào đây nhá. Dán vào cái ô cho nó, mình continue đi. Rồi tiếp tục nó sẽ mở khóa những phần thưởng bên dưới nhá. Đây, cái này làm nhiều điểm này, nó bắt mua nhá. Mua và share token này, 500 đồng AKRO trên đấy của nó nhé, trên sàn của nó. Thì mình không thì mình bỏ qua. Cái này nó bắt deposit 20 đô này. Đó thì không làm được. Cái này level review CEO trên tweet, trên chúc chất ion nhé. Cái này các bạn có tài khoản bạn làm nhé. Rồi mình sẽ tích vào đây. Đấy, mình copy link. Bên này mình bị lỗi nên mình chạy sang đấy mình làm. Rồi ok nhé. Chất pion này. Xin anh rồi nhá, mình đánh giá cho nó mấy đứa sao thì đánh giá nhá, mình cho nó cái 10% này đi. Rồi đâu nhỉ, có cái chữ comment ở đâu nhỉ? Nó bắt viết comment ở đây nữa cơ mà. Đây, mình viết ở đây. Viết là list. Đã vậy. Mình dịch ra cho nó dễ làm. Nó hơi khó. Không biết mình phải nhập vào ấy không nhỉ? Nhập cái số ID của mình vào đây không? Thích thích nhập. Ồ trời. Đấy nha, mình nhập cái số ID của mình. Trời, đã mất rồi. Đợi mình một xíu nha, nó bị mất đâu rồi. Trời ơi. Nó bắt mình phải nhập cái ID người dùng ở đây với ấy được. Vậy có thể bình luận vào được. Mình comment ID này nha. Thích kìa. Thằng bài đánh giá. Rồi, mình quay lại cái trang sự kiện nhé. Ngôi nòng giám ninh của bài bot của bạn ở đây. Chia sẻ này. Trời ơi, đấy ninh kiểu gì ta? Chia sẻ lên Twitter nhé. Ở đây, đây nó có cái link của mình rồi nhá. Rồi, nhá. Đấy. Mình kiểm tra lại xem nhá, đúng không nhá. Rồi, ok, mình dán link vào cho nó này. Mẹ sư mày. Rồi, tiếp tục nhé. Viếng thăm siêu Facebook này. Rồi. Đấy, trên này nó không hiện ra đâu. Đi đâu mất rồi. Đấy các bạn kích cho nó ra nhé. Mình nó chạy nhiều trang có nên là nó bị loạn các bạn. Đâu mất rồi. Các bạn kích vào nó hiện lên rồi. Mình là chẳng qua là nó bị trang bên này nó bị lỗi rồi gì. Twitter cũ đây là mình cũ của mình không, cứ nối vào cái Twitter mới nó cứ nhảy sang cái Twitter cũ đây là mình phải nhảy sang cái trang đấy mình làm đó. Rồi xong nhá, chắc là nó hỏi link Facebook thôi, link Facebook thôi. Rồi do link đấy thì nó cũng giống như là mấy cái ấy thôi. Nó cũng giống như mấy cái sự kiện ăn job cái tôi, nó cũng bắt tham gia các mạng xã hội này kia rồi. Con này nó cũng vậy. Rồi chia sẻ cái bot này trên Facebook của mình này. Rồi, chia sẻ này. Gì nữa gì vậy? Rồi đã chia sẻ nha, mãi mới chia sẻ được. Hỏng hình các bạn. Rồi chắc là nó sẽ hỏi link thôi, hỏi link bài bốt này, link hay mà. Đây nhá. Thôi ta phải bàn án ta. Mình check lại xem bài nào nhé. Bài này cơ mà. Mình bảo chia sẻ được rồi mà. Thế bạn nhớ chia sẻ bài này, rồi bạn lấy link lại nhé. Không hiểu làm sao cứ đơ cứ nát thế này. Vẫn chưa lên các bạn nhé, vẫn chưa lên các bạn nhé. Cho mình chút mình reset lại rồi. Vẫn chưa thấy lên. Nó đâu có cấm chia sẻ bài đâu nhỉ. Chia sẻ đây đến tin, chia sẻ công khai cơ mà, công khai chia được. Chia sẻ đến tin công khai thì được. Tùy chọn khác. Chia sẻ nên bảng tin. Rồi AKRO đăng. Không chia sẻ được. Chia sẻ lên nhóm. Bạn đợi một chút mình sẽ chia sẻ cái bài này. Chia sẻ lên chat. Đây. Đăng. Chơi nhau à? Không biết không biết mình bị làm sao nữa. Bạn đợi một xíu. Cái gì bị cấm thế này, cấm hết thế này thì sao chơi đấy. Bạn chia sẻ vào đấy nhá, mình tạm thời mình chưa chia sẻ được, mình sẽ để lại cái đấy. Ok, không hiểu sao cái gì nó cũng bị chặn thế này. Twitter thì không liên kết được, Facebook thì lại bị chặn. Rồi bạn tham gia những cái YouTube rồi nhé. Cái bực quay mất. Làm gì đâu mà bị chặn Facebook ta. Bài thì không biết, thỉnh thoảng chia sẻ một bài chứ giờ thấy nhá. Tiếp tục YouTube nhá. Sao còn bị đơ này nữa, chớt thì vào rồi. Bạn đăng ký cái này này rồi, bạn đăng ký kênh này rồi. Rồi ok, vào kênh của bạn nhé, bạn copy cái link YouTube dán vào đây cho nó, dán vào đây cho nó này. Rồi continue đi này, web nhé. Và cái này là cái gì đơn mà review trên Google Play nhé. Đó thì mình mở ra này, tắt vợ này đi đã. Đấy, review cho nó nhé, mình phải cài đặt mình mới review được. Một cái trang sàn nhé. Rồi continue này. Cái này gì đây, vừa trên một cái ứng dụng gì đấy. Rồi cứ continue đi, nó sẽ check sau đó. Cái này nó là thì mình dịch ra xem nó bảo gì nhá. Học và review này, lơ là học và review mà sao dịch ta. Đấy, trên những cái app này đấy, nó bắt review đây, cả review này, như thế này. Mai tag và người bạn trên Facebook này. Đấy các bạn làm nhé, trên Facebook mình không biết làm sao hạn chế đăng bài. Ok, cảm ơn các bạn.